Huấn luyện viên nghe bầu Đức đồng ý dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam. Thầy cũ của Pep Guardiola muốn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Thái Lan tiếp tục vắng trụ cột tại AFF Cup 2022. AFC báo tin không thể vui hơn cho Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng nghe bầu Đức đồng ý dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam. Hỗ trợ bầu Đức đào tạo trẻ có thể là lựa chọn của ông Park Hang-seo sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam. Thời gian qua thì thông tin về tương lai của ông Park Hang-seo rất được người hâm mộ Việt Nam quan tâm, nhất là khi ông không gia hạn hợp đồng với VFF. Nhà cầm quân Hàn Quốc cho hay ông muốn nghỉ ngơi nên sẽ không tiếp tục là huấn luyện viên tại Việt Nam hoặc trở về quê nhà. Thay vào đó, nếu như có lời đề nghị về việc hỗ trợ cho công tác đào tạo trẻ, ông sẵn sàng suy nghĩ. Thực tế thì tham gia vào đào tạo trẻ là điều đã được ông Park nhắc tới từ lâu. Ông muốn đóng góp cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam. Nếu như kịch bản này xảy ra thì Hoàng Anh Gia Lai chắc chắn là điểm đến nhà cầm quân Hàn Quốc ưu tiên. Bầu Đức chính là người có công lớn nhất trong việc đưa huấn luyện viên Park sang Việt Nam. Dù ông có cuộc đời bóng đá mới và sau mỗi chiến tích cùng với đội tuyển Việt Nam hay U23 Việt Nam, vị thuyền trưởng xứ Kim Chi vẫn thường lôi tới Hoàng Anh Gia Lai để cảm ơn Bầu Đức. Với mối quan hệ thân tình đến như vậy thì chỉ cần người đứng đầu Hoàng Anh Gia Lai mở lời, tin rằng Park Hang-seo khó lòng từ chối. Liên quan đến huấn luyện viên Park, dự kiến ngày 23 tháng 11, ông cùng với học trò ở đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Tại giải đấu lần này, đội tuyển Việt Nam đặt ra mục tiêu vô địch và đây cũng là lần cuối cùng ông Park dẫn dắt đoàn quần áo đỏ. Thầy cũ của Pep Guardiola muốn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng Javier Clemente, thầy cũ của huấn luyện viên nổi tiếng thế giới Pep Guardiola, là ứng viên tiếp theo gửi hồ sơ ứng cử làm thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam. Cách đây không lâu thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam chính thức thông báo về việc ông Park Hang-seo sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam sau khi mà AFF Cup 2022 kết thúc. Hai bên thống nhất sẽ không gắn bó tiếp khi mà hợp đồng hiện tại hết hạn vào ngày 31 tháng 1 2023. Ngay lúc này đã có nhiều ứng viên lọt vào tầm ngắm của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Theo nguồn tin của VTC News, huấn luyện viên trưởng Javier Clemente là người tiếp theo nộp đơn ứng cử vào vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Chiến lược gia người Tây Ban Nha có một bản CV rất ấn tượng khi mà từng dẫn dắt nhiều câu lạc bộ tên tuổi. Javier Clemente từ huấn luyện Espanyol, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Marseille, Real Betis hay Real Valladolid. Ở cấp độ đội tuyển thì huấn luyện viên 72 tuổi từng dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha trong giai đoạn 1992-1998 và Pep Guardiola là một trong những học trò nổi bật của ông thời điểm này. Đáng chú ý là Tây Ban Nha dưới thời huấn luyện viên trưởng Javier Clemente từng có chuỗi trận bất bại kỷ lục là 31 trận và thi đấu khá thành công tại World Cup cũng như Euro 1996. Ngoài Pep Guardiola, huấn luyện viên trưởng Javier Clemente từng công tay chỉ việc cho nhiều danh thủ Tây Ban Nha lúc bấy giờ và giờ đây họ đều là những huấn luyện viên nổi danh của bóng đá xứ đấu bò. Có thể kể đến như Luis Enrique, Fernando Hierro, Andoni Zubizarreta. Ông chia tay đội tuyển Tây Ban Nha năm 1998, sau đó phiêu bạt khắp nơi trên thế giới trong 24 năm. Đội bóng gần nhất mà huấn luyện viên trưởng Clemente dẫn dắt là đội tuyển quốc gia Libya. Tại cúp vùng vịnh 2021 và vào lại World Cup 2022, ông không gia hạn hợp đồng với liên đoàn bóng đá Libya và hiện tại chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng nào. Trước huấn luyện viên Clemente, VFF đã nhận được lời hồ sơ của huấn luyện viên trưởng Mark Whitmore, cựu thuyền trưởng đội tuyển Bỉ hay cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Iran, ông Dragan Skocic. Đội tuyển Thái Lan tiếp tục vắng trụ cột tại AFF Cup 2022. Xác nhận với truyền thông, ông Mado Polking tiết lộ nhiều khả năng voi chiến sẽ không có được sự phục vụ của tiền vệ Supachok tại AFF Cup 2022. Tại AFF Cup sắp tới thì đội tuyển Thái Lan sẽ không có được sự phục vụ của nhạc trưởng Chanathip. Chia sẻ với truyền thông thì Chanathip nói: "Thật lòng mà nói thì không phải tôi không muốn thi đấu cho đội tuyển quốc gia, nhưng tôi đã thi đấu cho AFF Cup 4 lần rồi, vì vậy mà lần này tôi sẽ nghĩ mình cần nghỉ ngơi một chút, nên nhường cơ hội cho các cầu thủ trẻ để họ có cơ hội thể hiện mình và hợp lực lý lớp kế cận cho đội tuyển Thái Lan. Theo tôi thì quyết định này là hợp lý khi mà bên cạnh các vấn đề hồi phục cơ thể thì Chanathip Songkasin còn yêu cầu một nguyên nhân khác khiến anh không thể góp mặt tại AFF Cup 2022. Giải đấu bắt đầu từ ngày 20 tháng 12 năm 2022 đến 16 tháng 1 năm 2023. Trong khi đó thì câu lạc bộ Kawasaki Frontale của tôi sẽ hội quân vào ngày 15 tháng 1. Nếu như cố gắng tham gia cùng đội tuyển quốc gia, tôi sẽ tập trung muộn và sẽ không có đủ thời gian để nghỉ ngơi, lấy lại thể trạng tốt nhất. Việc Messi Thái Lan vắng mặt tại AFF Cup trở thành thách thức mới cho huấn luyện viên trưởng Mano Polking trong mục tiêu giúp cho voi chiến bảo vệ thành công ngôi vô địch. Thế nhưng ngoài trường hợp của Chanathip, Thái Lan còn đứng trước nguy cơ không có sự phục vụ của bộ đôi Supachok và Chawat Verachat do các câu lạc bộ Nhật Bản từ chối nhả quân. Huấn luyện viên Mano Polking trả lời truyền thông:
Tin đồn đó có lẽ thành sự thật, tuy nhiên mọi chuyện chưa được xác nhận và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với câu lạc bộ, nhưng họ nói rằng El Cap không thuộc FIFA đây. Thời điểm này đúng là không thể triệu tập họ. Ở kỳ El Cap trước thì Chanathip và Supachok là những hạt nhân quan trọng để Thái Lan bước lên ngôi vô địch. Bộ đôi này cùng nhau ghi 7 bàn giúp đội bóng xứ chùa vàng đăng quang. Tại El Cap 2022, Thái Lan nằm ở bảng A với Philippines, Indonesia, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu giữa Brunei với Timor Leste. AFC báo tin không thể vui hơn cho Việt Nam. Các đội tuyển Việt Nam sẽ nhận lợi thế cực lớn tại đấu trường châu lục sau thông báo mới nhất của Liên đoàn bóng đá châu Á. Bên cạnh các giải đấu trẻ dành cho nam, Liên đoàn bóng đá châu Á cũng tổ chức rất nhiều đấu trường dành cho cấp độ đội tuyển nữ. Trải qua thời gian tạm dừng do đại dịch Covid-19, thì hai giải đấu quan trọng là U17 nữ châu Á và U20 nữ châu Á sẽ được khởi động trở lại. Theo đó, Liên đoàn bóng đá châu Á mới đây đã báo tin không thể vui hơn tới Việt Nam về hai giải đấu trên được trao vinh dự nước chủ nhà đăng cai vòng loại U17 nữ châu Á 2024 và vòng loại U20 nữ châu Á 2024. Các đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có lợi thế cực lớn khi mà được thi đấu trên sân nhà sau khi giải đấu tổ chức thành công vòng loại U17 châu Á 2023 Việt Nam. Việt Nam tiếp tục được AFC tin tưởng và trao quyền đăng cai hai đấu trường châu lục quan trọng. Ngoài Việt Nam thì chỉ còn Thái Lan và Kyrgyzstan là cũng nhận được vinh dự tại vòng loại U17 nữ châu Á 2024. Các nước chủ nhà sẽ là Guam, Jordan, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Singapore, Tajikistan, Thái Lan và Việt Nam. Trong khi đó thì các quốc gia đăng cai vòng loại U20 nữ châu Á bao gồm Bangladesh, Campuchia, Jordan, Kyrgyzstan, Lào, Palestine, Thái Lan và Việt Nam. Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U17 nữ châu Á 2024 và vòng loại U20 nữ châu Á 2024 cũng diễn ra vào ngày 3 tháng 11 tới tại trụ sở AFC của Malaysia. Các đội chủ nhà sẽ nằm ở nhóm hạt giống riêng và mỗi đội sẽ cùng bảng với 4 đội khác chọn từ 4 nhóm hạt giống để tạo nên các bảng đấu có 5 đội. Được biết, vòng loại U20 nữ châu Á 2024 sẽ diễn ra vòng 1 từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3. Các đội đi tiếp sẽ đá từ vòng 2 ngày 3 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6 năm 2023. Vòng loại U17 nữ châu Á 2024 sẽ diễn ra từ vòng 1 từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023. Các đội đi tiếp sẽ đá vòng loại thứ 2 từ ngày 16 tháng 9 đến 24 tháng 9 năm 2023.